của chúng ta là còn xưa thì nhiều khi là mọi người không rõ, chúng ta vẫn thường hay thắc mắc như vậy. Tôi cũng xin kể với các bạn một câu chuyện, đó là trong một trường hợp một chuyến chúng tôi đi công tác, thì chúng tôi đi công tác ở vùng dân tộc, thì khi mà chúng tôi ở Hà Nội thì chúng tôi là gặp rất nhiều các cái trường hợp bị hạn canxi máu. Thế nhưng mà ở các cái vùng dân tộc thì chế độ ăn của người ta rất là đơn giản, người ta không quan tâm nhiều cái vấn đề là canxi hay vitamin D. Thế và trong một hôm thì tôi thấy là có chị trưởng trạm y tế với bọn chúng tôi nói rằng: à các bạn ơi, các bạn, chúng tôi có một bệnh nhân mà không biết là bị cái bệnh gì mà bây giờ là nằm yên một chỗ không thở được, thế nên các bạn sang xem giúp cho chúng tôi. Khi chúng tôi sang xem, cả nhà quây quần bên cạnh một bà mẹ đang nằm thẳng đơ ra ở trên giường, và ông thầy cúng làm sao ạ, đang là nhổ một miếng nước miếng xong vuốt vào cái tay và miệng thì lẩm bẩm làm phép. Thế nhưng mà làm sao, bà mẹ vẫn nằm im, vẫn không có cử động gì hết mà đang có biểu hiện khó thở. Khi chúng tôi vào xem thì có biểu hiện là co cứng và có dấu hiệu bàn tay, gọi là bàn tay gãy nẻ, triệu chứng của tetani, đấy là triệu chứng của hạn canxi máu. Và trong những cái trường hợp đó là chúng ta chỉ có thể là dùng một hồng canxi tiêm tĩnh mạch, và trong cái tiêm tĩnh mạch đó thì là sẽ có chỉ định của chuyên gia y tế. Thế thì sau khi bổ sung canxi vào thì là người mẹ ngồi dậy nhưng chưa có gì xảy ra. Đấy, nói với các bạn là canxi nó rất cần, nó phải luôn luôn được ổn định, nhưng mà nếu mà thiếu thì nó cũng sẽ làm ra, nó làm cho chúng ta là co kéo và không thở được.